Hello mọi người, đến với kênh YouTube của mình và mình là Trân Ngốc Sò đây. Cái video này mình cũng đã quay được một tuần rồi nhưng mà tới bây giờ mình mới đăng. Và bây giờ mình đang trên đường tới trường. Bây giờ mình đang ở trong lớp mình ngồi đây. Bữa nay hình như là mình vô trễ nên lớp cũng khá là đông rồi. Bữa nay là mọi người có nộp thủ công cho cô nên là bây giờ ai cũng ngồi dán hết trơn á. Thấy nhóm trực vệ sinh hôm nay cũng tội nhưng mà thôi mà cũng kệ. Vui. Từ lúc bước vô lớp mình thấy tranh thủ công của mấy đứa bạn mình sao mình cảm thấy mình hoang mang về bức tranh của mình quá. Chào em nha. Vô vô. Con người vô tư bị người ta dán quá trời luôn mà vẫn không quan tâm luôn á. Hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Quay không chắc luôn cái điện thoại bây giờ. Gì vậy? Vô riêng. Thấy tụi mình giỡn nhiều là tại vì được chống tiết đầu, còn bây giờ tiết
hai vô là để kiểm tra. Mà trời đất ơi, kiểm tra thầy có dặn cái gì trước đâu, làm vô ngồi biết bao lâu luôn mới được cái bài nè. Học xong tiết 2 thì tụi mình được tan hết trơn rồi, bây giờ tụi mình đang đi ra ngoài. Đáng lẽ thường ngày là mấy tiết sau được học nữa, nhưng mà tại bữa nay được trống hết mấy tiết sau luôn. Bây giờ thì tụi mình ra ngoài không biết làm cái gì nữa, ở đây đứng ngồi cái xong rồi tụi mình mới vô trường chơi nữa. Ô là trời, tụi mình đúng rảnh luôn á. Bây giờ cô gái gắt kinh gơ chạy bằng xe đạp chở mình vòng vòng để chơi. Cầm máy ra sợ muốn chết mà nó còn gác lưu lũi vô mấy cái phòng trên giám thị nữa, trời đất ơi. Cái này là lỡ tay quay ngang chứ không có cố ý quay nha. Nhớ nha, là không có cố ý quay, chắc chắn luôn là không có cố ý quay. Cái này là lỡ tay quay ngang thôi. Thì sau một thời gian chạy một vòng sân trường cũng không có lâu đâu, cũng gần 10 phút thôi đó. Thì mình hiểu cái người mà đang chở mình này rất là mệt rồi, nên mình đã là một người rất hiền lành và tốt bụng, mình đã kêu nó chở mình ra ngoài mua trà đường uống. Đi vô thì người bán trà đường nói là đợi thêm một chút nữa đang ngâm trà, nên là bây giờ mình đã kêu nó chở mình chạy một vòng trường tiếp. Ô là trời, học trong trường mấy năm rồi mình mới biết là trong trường mình có một cái con khỉ đang đu cây nè mọi người ơi. Mà mình nhớ là con khỉ nó phải đu cây có lá chứ sao nó lại đi đu cây sắt này vậy. Trời ơi, con khỉ này nó đang diễn xiếc hả mọi người. Cái con khỉ này trong trường mình là có 102 luôn á, là mình không có thấy con nào ngoài con này luôn nha mọi người. Ủa nhưng mà ngộ ta, lần đầu tiên mình thấy con khỉ mà đeo mất kiếm luôn á. Con khỉ thấy bụi mình bu đông quá nên nó ngại, bây giờ nó đã nhảy xuống và nó chạy mất tiêu rồi. Hồi nãy giờ lo giỡn với con khỉ đu cây, bây giờ tụi mình nhớ trực ra là tụi mình có mua trà đường. Đáng lẽ là tụi mình không có định chơi bóng nước đâu, tại đợt rồi tụi mình chơi trước phòng giám thị á là nhóm sẽ bị bắt rồi. Nhưng mà là tại vì hôm nay là ngày cuối, mà không có phải là ngày cuối đi học nha, mà là tại vì ngày cuối là để tuần sau với tuần sau nữa là mình học online. Chỉ có một mình khối của tụi mình với khối nhỏ hơn là học online thôi, tại vì dịch bệnh đó mọi người, còn mấy cái lớp lớn hơn thì vẫn học. Đang đi học ngon lành mà nghe tin học online cái trời ơi muốn đứng tim luôn vậy. Nó buồn gì mà nó buồn gì đâu luôn mà phải học online ở nhà 2-3 tuần. Mà mình không hiểu sao bữa nay mình cảm giác mình vui lắm luôn á, vậy như ngày cuối để 2-3 tuần sau.
ổng quá trời quá đất luôn. Mình là đứa bị ít nhất là tại vì mình cầm máy quay á mọi người, nên mấy nó đâu có dám tạt mình đâu. Còn tụi nó ướt nhẹp ướt nhem hết trơn luôn. Hồi nãy giờ giỡn đảo quá trời, cái tụi mình đứng phơi nắng xong bây giờ tụi mình quyết định sẽ đi về. Thấy vậy một ngày đúng nhanh luôn á mọi người, mình không để ý là lay qua lay lại thành hết luôn một ngày rồi. Bắt đầu từ xã hội online thì chán muốn chết luôn á, mình thích đi học lắm luôn tại vì được giỡn á rất là vui. Rồi nhưng mà tại vì video quá là ngắn, với lại cái video mà khui hàng và bên Úc của mình cũng rất là ngắn, nên mình quyết định là mình sẽ ghép hai video lại với nhau. Bây giờ là chú shipper đang giao hàng lại cho nhà mình nè. Cái thùng hàng này thì khá là giống cái họ hôm bữa, là tại vì đợt rồi mình có đăng một cái video mà khui hàng từ bên Úc gửi về, nó cũng giống vậy nè. Đáng lẽ mình sẽ định đăng cái video mà inbox cái hàng này riêng nè, tại vì nó ngắn quá mình đăng không có đủ thời gian, nên là mình ghép vào cái video đi học luôn. Chỉ là một cái miếng để bảo vệ sô-cô-la như đợt rồi mọi người. Vẫn là sô-cô-la, cái này hoặc đứng, cái này hoặc nằm đó ta. Vẫn là sô-cô-la nữa nha, toàn sô-cô-la mà thôi. Cái này là cái gì mình không có biết. Cái gì vậy? Máy quay phim có. Oh my god, cái gì vậy? Như cái cọng dây mà cuộn với cái đèn đỏ đầu vậy đó mọi người. Oh my god, các bạn thấy gì không? Cái này cái máy quay phim á. Ông Dũng mình từng làm YouTube rồi được 2000 mấy người đăng ký, nhưng mà giờ ông Dũng nghỉ làm rồi nên ông Dũng mình gửi cái này cho mình. Chai dầu thơm màu tím nha, màu tím. Sô cô la thanh á, nhưng mà mình nghĩ là để cho máy bay rồi này nọ chắc cũng tan hết trơn, nó mềm xèo mà. Đây là thuốc, thuốc thôi, chỉ là thuốc thôi. Và đây chính là cái camera hồi nãy giờ anh hai mình chỉnh cho mình nè, các bạn thấy không? Trời ơi, nó đúng rõ nét luôn á. Mình cảm thấy nó rõ hơn cái điện thoại luôn. Tại trong cái điện thoại nó quay lại các camera thì nó không có được rõ, nhưng mà mình cảm giác nó rất là rõ luôn. Oh my god. Cái này là bên trong cái kẹo serum này lần tiên mình thấy nó vậy luôn. Đúng là con người tới cổ mà. Bạn có thể thấy thì bây giờ nó rất là rõ luôn á. Cái điện thoại nó quay lại trong đây thì nó không có được rõ bằng. Ở ngoài nhìn nó chân thật như ngoài luôn, nó khác cái điện thoại lắm. Hiểu xài cái này sao, vì cái này có rất là nhiều chức năng luôn á. Thì mình sẽ tìm hiểu từ từ. Ok, thì video của mình cũng đã hết rồi, hẹn lại các bạn ở những video kế tiếp. Còn cái máy quay này mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ xài nó sao. Còn bây giờ thì bye bye.